Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn 4 trận đấu hay giữa kiện tướng quốc gia Trần Tuệ Danh và quốc tế đại sư Hồ Thị Thanh Hồng. Mời bạn xem trận đầu tiên, Trần Tuệ Danh cầm đen đấu hậu, còn Hồ Thị Thanh Hồng cầm đỏ đầu tiên. Mời bạn thưởng thức.将军。 将军。
将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thì quốc tế đại sư Hồ Thị Thanh Hồng đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Trần Tại Danh cầm đỏ lên tiền, Hồ Thị Thanh Hồng cầm đen đấu hậu. Mời bạn thích.
将军。将军。Chưa đến đây thì Trần Tự Danh cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem trận tiếp theo. Trần Tự Danh cầm đen đấu hậu, Hồ Thị Thanh Hồng cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.将军。
将军。Trên đây thì quốc tế đại sư Hồ Thị Thanh Hồng không còn khả năng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem trận cuối cùng. Trận tử danh cầm đỏ đi tiên, Hồ Thị Thanh Hồng cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
将军。将军。将军，将军，将军，将军。将军，将军。将军。Chơi đến đây thì kiện tướng quốc gia Trần Tuệ Danh còn tới 10 giây, do chịu chủ quan uống nước nên đã hết giờ. Trang Duyên. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất, ngày mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.